Đừng bỏ lỡ 10 cách cải thiện cho da mặt rất đơn giản và tiết kiệm nhờ có bột baking soda. 10. Trị mụn trứng cá. Trong baking soda có tính sát trùng và chống viêm nhẹ nên có thể trị những vết thâm do mụn gây ra. Hơn nữa, nó còn có công dụng tẩy tế bào chết và làm lành sẹo do mụn. Mặt nạ baking soda có thể giúp cân bằng độ pH của da. Da mất cân bằng pH có thể gây ra mụn trứng cá. Với những hạt sần sùi ở trong hỗn hợp mặt nạ có công dụng tẩy tế bào chết hiệu quả, loại bỏ bụi bẩn ở dầu và da. Baking soda ức chế sự hình thành mụn trứng cá bằng cách làm nở lỗ chân lông và tẩy tế bào chết ở lớp da ngoài cùng. Lớp da chứa nhiều bụi bẩn, tạp chất và trong bã nhờn gây mụn. Cách thực hiện: trộn hỗn hợp baking soda vào nước để tạo thành một hỗn hợp sệt và sau đó nhẹ nhàng chà xát hỗn hợp này lên và massage trong vòng 15 phút. Việc massage tròn sẽ giúp cho nở lỗ chân lông, loại bỏ tế bào da chết và loại bỏ vi khuẩn gây mụn trứng cá. Bạn có thể thực hiện theo phương pháp này mỗi lần một tuần. Và để phát huy hiệu quả cao nhất giúp làn da nhanh chóng và bay sạch mụn thì chỉ có thể áp dụng mặt nạ đất sét trị mụn và làm se khít lỗ chân lông mà thôi. 9. Trị thâm mụn. Baking soda giúp làm sáng các đốm đen của mụn và những vết sẹo thâm còn lại do mụn sau khi biến mất. Pha hỗn hợp theo tỷ lệ 3:1 giữa nước và baking soda, sau đó đắp lên mặt và để qua đêm. Sáng hôm sau, bạn chỉ cần rửa mặt lại với nước ấm. Hỗn hợp này sẽ giúp loại bỏ dầu ở trên da và ngăn ngừa các đốm do mụn gây ra. 8. Tẩy tế bào chết. Baking soda là mặt nạ tẩy tế bào chết, giúp trẻ hóa làn da một sức hết sức tuyệt vời. Kết hợp với một muỗng cà phê baking soda với sữa rửa mặt, sau đó nhẹ nhàng chà sát lên da trong khoảng 5 phút và rửa lại bằng nước ấm. Hỗn hợp này sẽ giúp da tẩy tế bào chết và có thể khiến da sáng ngay lập tức. Bạn cũng có thể làm hỗn hợp tẩy tế bào chết bằng việc kết hợp một muỗng cà phê baking soda cùng một muỗng nước cốt chanh. 7. Mặt nạ baking soda. Mặt nạ baking soda thuộc loại mặt nạ nhẹ và thích hợp với mọi loại da. Mặt nạ này giúp loại bỏ lớp dầu nhờn của da. Tuy nhiên, sử dụng mặt nạ này có thể gây cho bạn cảm giác hơi đau rát vì chúng có chất chống viêm để chữa mụn chống cá. Mặt cách làm: trộn 8 muỗng baking soda với một nửa lượng nước tương ứng. Cách làm sạch mặt với nước ấm là vỗ cho khô, sau đó tắt mặt nạ lên da và giữ trong da khoảng 15 phút cho đến khi mặt nạ khô hẳn, rửa lại bằng nước ấm và sau đó lại lau bằng khăn khô. Sau khi đắp mặt nạ này, có thể dùng kem dưỡng ẩm để cho mặt và cả vùng cổ giúp da không bị mất đi độ ẩm và bị khô ráp. Thực hiện hỗn hợp này ít nhất 2 lần một tuần để có được kết quả mong muốn. 6. Hỗn hợp baking soda và mật ong. Hỗn hợp baking soda và mật ong vừa giúp trị mụn trứng cá, vừa giúp làn da trở nên mịn màng hơn. Đắp hỗn hợp này ở trên mặt khoảng 15 phút và sau đó rửa lại bằng nước ấm. 5. Sữa rửa mặt. Baking soda cũng là một hỗn hợp sữa rửa mặt tuyệt vời. Để thực hiện được hỗn hợp này, cần có kết hợp 2 muỗng baking soda và 1 muỗng nước ấm. Rửa mặt với nước và sau đó nhẹ nhàng dùng hỗn hợp này massage theo vòng tròn. Cuối cùng bạn hãy rửa lại một lần nữa bằng nước ấm và vỗ cho khô. 4. Làm dầu gội. Baking soda cũng có thể sử dụng để trị mụn trứng cá trên vùng da đầu và trên trán. Để thực hiện, hỗn hợp này cần thêm 2-3g baking soda vào chai dầu gội, lắc đều trước khi gội, sau đó gội sạch với nước. 3. Sữa tắm. Mụn trên lưng hay ngực có thể được chữa khỏi bằng baking soda. Baking soda làm giảm thiểu mụn đầu đen và mụn trứng cá ở trên lưng, ngực và bất kỳ khu vực nào khác ở trên cơ thể. Rắc 100g baking soda trong nước tắm ấm và khuấy đều tay, ngâm mình ở trong hỗn hợp này khoảng 15-20 phút, rồi sau đó tắm lại bằng